Chiều ngày 11 tháng 7, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam ông Lê Đắc Thanh, sinh năm 1965, thường trú ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, về tội nhận hối lộ trong vụ tố chạy án 2,7 tỷ đồng. Được biết, trước khi bị khởi tố, ông Thanh là kiểm sát viên, trưởng phòng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Theo đó, ông Lê Đắc Thanh được xác định liên quan đến vụ án Phan Sinh Thành, sinh năm 1982 ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, phạm tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin của cơ quan chức năng cho biết, trước đó ông Thanh được cử phụ trách vụ án nhóm Phan Sinh Thành bị công an Quảng Bình khởi tố tháng 11 năm 2021. Trong quá trình tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm, Phan Sinh Thành tố cáo ông Nguyễn Đức Thuận, giám đốc doanh nghiệp tư nhân sinh năm 1974, trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, đã nhận của mình 2,7 tỷ đồng để chạy án. Bị cáo Phan Sinh Thành khai, liên hệ với Thuận thì người này nói đã đưa tiền cho một kiểm sát viên liên quan vụ án nhằm mục đích giảm nhẹ án. Ngày 5 tháng 6, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản, bị cáo Phan Sinh Thành, sinh năm 1982, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, đã yêu cầu hội đồng xét xử thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa. Cùng đó, Thành gửi đơn tố cáo kiểm sát viên Lê Đắc Thanh nhận 880 triệu đồng trong tổng số 2,7 tỷ đồng mà vợ bị cáo đưa cho ông Nguyễn Đức Thuận cầm nhằm chạy án. Sau khi phát sinh đơn tố cáo tại tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tạm dừng phiên tòa và chuyển hồ sơ vụ việc cho Cục Điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ngày 12 tháng 6, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thuận về tội môi giới. Riêng kiểm sát viên Lê Đắc Thanh bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 thì ra quyết định khởi tố bị can. Khám xét và bắt tạm giam về tội danh nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Sau vụ việc, ông Lê Đắc Thanh từng khẳng định mình có quen biết với ông Thuận. Tuy nhiên, ông Thanh nói không nhận tiền mà chỉ nhận con tôm con cá từ ông Thuận hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ